Đây là buổi tập luyện của cảnh khuyển tại Trung tâm Huấn luyện và Sử dụng Động vật Nghiệp vụ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Cảnh khuyển sẽ phải vượt vòng lửa, tường cao trong thực tế chiến đấu. Động tác bò trườn được tập luyện để triển khai trong tình huống tiếp cận đối tượng. Ba cơ quan đặc biệt phát triển ở cảnh khuyển là thính giác, khứu giác và thị giác. Ngoài chăm sóc, huấn luyện chó nghiệp vụ, các chiến sĩ cảnh sát cơ động tại Trung tâm Huấn luyện và Sử dụng Động vật Nghiệp vụ còn phải giả làm đối tượng cho cảnh khuyển tấn công. Đây là công việc đòi hỏi thể lực và sự gan dạ. Các chiến sĩ phải tuân thủ những nguyên tắc như không được giằng tay khi bị cắn xuyên bao tay vì sẽ càng đau. Tình huống giả định, khi đối tượng mang theo vũ khí cùng bom nổ, các chú chó nghiệp vụ sẽ phải làm quen với tiếng nổ lớn và khói của đạn pháo. Chúng tôi phải làm tốt cái công tác thân hòa, làm sao mà coi con chó của mình nhận đấy, nó như một là người bạn của mình, thì có thể mình trong cái điều khiển chó nghiệp vụ thì mình sẽ dễ dàng hơn. Ban đầu thì huấn luyện rất là sớm, từ 5:30 bắt đầu là tập luyện để làm sao mà tạo điều kiện thuận lợi nhất, bởi vì lúc đấy là thời tiết đang rất là mát mẻ, thì chú chó cũng rất nhanh hình thành những cái phản xạ cơ bản. Sau đó thì chúng tôi sẽ chuyển dần vào cái thời gian có thể nắng nóng hơn, sau muộn hơn, thì để cho nó quen dần với mọi thời tiết. Có thể là chó nghiệp vụ thì có thể thực hiện nhiệm vụ ở bất cứ thời điểm nào. Bài tập đầu tiên chúng tôi đưa ra đó là rèn cái thể chất cho con chó và tính phục tùng kỷ luật. Đó là chó nghiệp vụ thực hiện các cái động tác vượt các cái vật cản theo cái ý đồ cũng như là cái yêu cầu nghiệp vụ chúng tôi đề ra, tăng thêm cái sự gan dạ cho con chó trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để sẵn sàng thực hiện cái nhiệm vụ khi được lãnh đạo cấp trên giao. Không chỉ huấn luyện và tác chiến, tại Trung tâm Huấn luyện và Sử dụng Động vật Nghiệp vụ còn phối giống và phát triển nguồn gen cho các chiến sĩ cảnh khuyển. Lực lượng cảnh sát quản lý, huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ được thành lập năm 1959 là binh chủng đặc biệt đã góp phần đấu tranh bảo vệ an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Cảnh sát cơ động mong niềm tin chiến thắng.